Thưa quý vị, an sinh xã hội là một trong những chính sách cơ bản hướng đến mục tiêu phát triển con người được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài hỗ trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn, thì trong những năm qua, Phong Điền luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Và từ những chính sách này, đến nay, 98% người có công trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của người dân nơi cư trú. 54 năm qua, kể từ ngày mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Ba, 94 tuổi, ngụ ấp Nhân Bình A, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, nhận được tin chồng và con hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, là ngần ấy năm mẹ nhận được sự quan tâm chăm lo của chính quyền các cấp, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cũng có thường xuyên tới lui thăm hỏi, rồi mỗi năm ví dụ như Tết hay là ngày lễ rồi này kia cũng có tặng quà cho bà mẹ vậy đó. Ở gia đình thấy vậy cũng thấy hài lòng. Ông Nguyễn Hà Phúc sống tại ấp Nhân Lộc 1, thị trấn Phong Điền, là thương binh 4/4. Căn nhà của gia đình ông đã xuống cấp trầm trọng, chưa có điều kiện sửa chữa lại. Mới đây, được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện vận động tu sửa với kinh phí 20 triệu đồng. Đến nay thì gia đình cũng ổn, rồi gia đình cũng rất là mừng, coi như là mưa đêm thì không có phải chạy lấy thao. Ngủ thì ngủ yên rồi, thì cái đó cũng là yên tâm, con cái yên làm cũng yên tâm. Hay với gia đình ông Dương Văn Quấn, ngụ ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, là thương binh 4/4, từ nguồn vốn vay 15 triệu đồng, ông Quấn đã phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng sầu riêng. Vậy đặng là lên bờ và là mua cây giống trồng nè, với phân thuốc thì mong muốn vậy đó, tới sắp tới thì giá cả cũng là được mùa được giá cho là cây này cái chất lượng. Huyện Phong Điền có hơn 2.800 người có công với cách mạng, trong đó có 170 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện có 2 mẹ còn sống, 149 thương binh, bệnh binh. 6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện chi trợ cấp Tết Nhâm Dần 2 tỷ 100 triệu đồng, trợ cấp thường xuyên 6 tỷ 400 triệu đồng, cấp và gia hạn hơn 2.200 thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc diện chính sách, người có công. Trong thời gian tới thì huyện cũng tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt cái chính sách người có công, đảm bảo cho là người có công ở trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn cái mức trung bình, và kêu gọi các doanh nghiệp mạnh thường quân tiếp tục đóng góp cho đảng chính quyền các cấp để thực hiện tốt hơn nữa cái chính sách người có công. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công của huyện Phong Điền đã góp phần chia sẻ những hy sinh mất mát, động viên các gia đình vượt lên khó khăn, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.